Lại nữa, Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới, từ bi sân nhuế, tịch tịnh tán loạn, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tịnh giới, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khỏi tâm trì giới, phạm giới, siêng năng lười biếng, tịch tịnh tán loạn, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khỏi tâm từ bi sân nhuế, siêng năng lười biếng, tịch tịnh tán loạn, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khỏi tâm huệ thí, san tham, trì giới, phạm giới, từ bi sân nhuế, siêng năng lười biếng, tịnh tịnh tán loạn. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí, san tham, trì giới, phạm giới, từ bi sân nhuế, siêng năng lười biếng, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí tịnh giới, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí, san tham, trì giới, phạm giới, siêng năng lười biếng, tịch tịnh tán loạn, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm huệ thí, san tham, từ bi sân nhuế, siêng năng lười biếng, tịch tịnh tán loạn, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới, từ bi sân nhuế, siêng năng lười biếng, tịch tịnh tán loạn, trí tuệ ngu si. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên chẳng khỏi tâm huệ thí, san tham, trì giới, phạm giới, từ bi sân nhuế, siêng năng lười biếng, tịch tịnh tán loạn, trí tuệ ngu si. Như vậy, Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ sáu phép Ba La Mật Đa, nghiêm tịnh trí nhất thiết đạo tướng, do rốt ráo không, nên không đi không đến, không bố thí không san tham, vì chỉ giả bày ra, không tịnh giới không phạm giới, chỉ vì giả bày ra, không an nhẫn không sân nhuế, vì chỉ giả bày ra, không tinh tấn không giải đãi, vì chỉ giả bày ra, không tịnh lự không tán loạn, vì chỉ giả bày ra, không bát nhã không ngu si, vì chỉ giả bày ra. Đại Bồ Tát ấy chẳng đắm chấp trước, chẳng đắm chẳng chấp trước, chẳng đắm đã độ, chẳng đắm chẳng phải đã độ, chẳng đắm bố thí, chẳng đắm san tham, chẳng đắm tịnh giới, chẳng đắm phạm giới, chẳng đắm an nhẫn, chẳng đắm sân nhuế, chẳng đắm tinh tấn, chẳng đắm giải đãi, chẳng đắm tịnh lự, chẳng đắm tán loạn, chẳng đắm bát nhã, chẳng đắm ngu si. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy, ngay trong lúc đó, cũng chẳng đắm việc bố thí, chẳng đắm việc san tham, chẳng đắm việc tịnh giới, chẳng đắm việc phạm giới, chẳng đắm việc an nhẫn, chẳng đắm việc sân nhuế,
chẳng đắm việc tinh tấn, chẳng đắm việc giải đãi, chẳng đắm việc tịnh lự, chẳng đắm việc tán loạn, chẳng đắm việc bát nhã, chẳng đắm việc ngu si. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy, ngay trong lúc đó, đối với việc đắm chẳng đắm, cũng đều không đắm. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát ấy đã đạt được cái rốt giáo không của tất cả các pháp. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy, ngay trong lúc đó, chẳng đắm chửi mắng, chẳng đắm ngợi khen, chẳng đắm tổn hại, chẳng đắm nhiêu ích, chẳng đắm khinh mạn, chẳng đắm cung kính. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát ấy đã đạt được cái rốt giáo bất sanh của tất cả các pháp. Vì trong pháp vô sanh không có pháp mắng chửi, ngợi khen, không có pháp tổn hại, nhiêu ích, không có pháp khinh mạn, cung kính. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy, ngay trong lúc đó, chẳng đắm việc chửi mắng, chẳng đắm việc ngợi khen, chẳng đắm việc tổn hại, chẳng đắm việc nhiêu ích, chẳng đắm việc khinh mạn, chẳng đắm việc cung kính. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát ấy đã đạt được bản tính không của tất cả các pháp. Vì trong bản tánh không, không có việc mắng chửi ngợi khen, vì không có việc tổn hại nhiêu ích, vì không có việc khinh mạn cung kính. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy, ngay trong lúc đó, đối với sự đắm chẳng đắm cũng đều không đắm. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đoạn trừ vĩnh viễn tất cả đắm và chẳng đắm.